Xin chào mọi người. Hôm nay anh nông dân xứ Úc này sẽ ra để mà mọi người có biết đã làm gì không? Ở bên đây là tụi mình có cái vườn khoai tây nè cả nhà ơi. Bây giờ mấy hôm nay thì nó bị mấy hôm nay nó bị sâu tấn công á mọi người. So they haven't shot anything yet. They haven't even shot anything yet. Cho nên tụi mình ra đây để coi thử coi có được củ khoai tây nào không mọi người. Couple little ones. Right? Oh yeah. Là có nghĩa là tụi mình ra đây đào khoai tây đó cả nhà, trời đất ơi canh à. Thật ra là nó bị sâu tấn công cho nên cây nó chưa kịp tạo thành mấy củ khoai tây bự mọi người ơi. Cái kết quả là được mấy củ khoai tây có chút tẳng chút tẹo vậy nè. Tiny little potatoes. Everyone. Trời ơi, được có mấy củ chút tẳng là mọi người bị sâu nó phá á. Cho nên hả chưa kịp bự gì hết á. Why can we try again? Chút gì sợ. Try by these ones. Try potatoes, yeah. Try by these ones. Yeah, đây mọi người nhìn thấy không? They might be a bit healthier. Yeah. Đó. Vậy là nó mới được có mấy củ chút xíu nha. Để cho anh xã Hiền thu hoạch hết luôn coi. Đó. Nhìn nhìn thấy cưng chứ bộ ha. Khoai tây mini. Đó. Yeah, just take them all now da. Yeah, still more here, see. We use this to re-roll them, eh? Down here. Anh đem bỏ vô. Trời ơi, thất vọng hết sức. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình trồng khoai tây á mọi người. Đây. Is there more? Yeah. It's tiny ones are they? Đó, được mấy củ nữa nè. That one's definitely really tiny. Do we need to dig more or is that it? Oh. Có thêm không đào ơi? Vậy là mặc dù trồng mấy tháng nhưng mà hả, khoai tây đang trong giai đoạn tăng trưởng á mọi người. Mà nó bị sâu á, tấn công quá á, sâu xanh á. Mà Hiền không có kịp để mà chữa trị kịp thời nên cây nó bị chết á. Và khoai tây mà chưa có ra bông là nó chưa có kịp thành hình đó mọi người. Đâu quá? Dạ. Trời ơi. Thôi kìa. Ok. So cái này là khoai tây mini nha mọi người, thu hoạch khoai tây mini. Thấy cưng quá à. Ok, what about this one? Can you check them all now, Bob? Because they have the disease. Thì nhờ chồng Hiền bỏ hết mấy cái thân này vì hả bị sâu quá chừng luôn. Sâu lông đó mọi người biết sâu lông không? Thấy ghê không chết. Oh! What a good one, do we? À, cái cây đó nó được củ to kìa cả nhà. Khoai tây này rất là ngon á mọi người. Khoai tây này là khoai tây của Hà Lan á, giống Hà Lan kìa. So we were gonna have a few potatoes because we only put 3 in. 3 or 4. No, I put a lot in. Did you? Yeah. Này is his sprouting, see? Yeah. Germinating, cái củ đó nó đang chuẩn bị nó mọc cây kìa. Có thể là tụi mình sẽ trồng lại để thử nghiệm lần nữa xem sao ha cả nhà ha. Đây được nhiêu đây nè. Giờ anh sẽ bỏ thu hoạch rồi bỏ ra. Được thêm củ bé bé. Lấy mấy củ này làm giống mọi người ơi. Keep growing potatoes is fun, isn't it? I didn't expect them to be tiny like this. Oh, we gotta let them grow. Oh. Probably take a year or 6 months, you reckon? Take a few months. Trồng khoai tây là mất một vài tháng nhưng mà hả nếu mà bị sâu phá hại thì nó coi như là nó không phát triển nổi luôn. Wanna try the carrot, Bob, the big ones here. Còn đây là cà rốt đó mọi người ơi. Vẫn con kia nha. Nhỏ xí.
Cái đó làm giống. Rễ quá chừng rễ ha mọi người ha. Để Hiền nhờ chồng Hiền nhổ thử cái cà rốt nó ra làm sao. Cà rốt mini, cà rốt tí hon, tiny carrot. What a bad. Huh? You're not going to pull the carrots out, are you? That's carrot. Put it back, right? Put it back, right? Okay. Can't eat that. Chồng Hiền nó nhỏ quá cho nên để lại để trồng tiếp kìa cả nhà. Ok, vậy là cà rốt nó còn nhỏ lắm mọi người, để cho nó bự lên thêm ha. What about the berry? Còn bên đây là cho mọi người xem là mấy cái cây phúc bồn tử của Hiền. Get it healthy, Hiền. Doesn't look healthy, does it? We've got to get it healthy. You can't just take... Has been watering it. Have you? Yeah. No, something's wrong with that tree. Cái này là cái cây... cây gì quên này. Cây kiwi mà tụi mình trồng mà nó không biết sao nó bị tèo téo teo rồi, không biết. Cũng có tưới nước á. Nhưng mọi người thấy nè. Bây giờ tụi mình sẽ lấy cái mớ khoai tây này á, tại vì nó nhỏ quá. Cái mớ khoai tây này nó nhỏ quá cho nên cũng không có đáng để ăn á cả nhà ơi. Bây giờ tụi mình sẽ đem đi trồng lại nha mọi người. Để xem đợt này thì kết quả sẽ ra làm sao. Đây là một cái kết quả khá là bất ngờ. Where are we gonna put them in? Maybe down here. Nhìn mắc cười giá mang cả nhà ha. Thế nè. Cưng quá. Chim. Con quả nó kêu quá chừng luôn hả con ha. Bây giờ anh xã của Hiền sẽ đào ở dưới đó. Và trồng lại. Tìm thử coi dưới đây có đất chỗ nào mà nó mềm mềm để trồng á mọi người. Lemongrass. Yeah, that's lemongrass. Có cây xả ở kế bên đó. Trời ơi. Chồng cứ làm biến. San sát nhau hết trơn. Để thời gian xem nó có lên nổi ở trong đất này không. Nhưng mà cái khu vườn trong kia Hiền sẽ xài cho mục đích khác. Hiền sẽ xong trồng măng tây á cả nhà ơi. So that's just, that's not a serious grow. That's just to see if they will grow. And secondly, see how long it takes them to get to a decent size. And then we might get serious about it. Chồng thì nó bây giờ sẽ chỉ trồng thử nghiệm trước, thử xem coi là trồng ở đây thì nó mất bao lâu rồi nó mới được cái size lớn và nó có chịu lên hay không. Rồi sau đó mình mới tính tiếp trồng nhiều hơn. Bây giờ thử nghiệm tiếp mọi người. Tại vì cái này lúc mà Hiền trồng thì Hiền không có thời gian để quay phim. Nhưng mà hả, lúc đó là Hiền chạy ra tranh thủ lúc em quýt ngủ là Hiền không có thời gian quay phim. Nhưng mà cái kết quả là bị sâu tấn công cho nên nó không được như ý với mọi người, nó thành khoai tây mini rồi. Mini potatoes. Mini potatoes. Yeah, cho nên đợt này tụi mình sẽ thử lại để xem cái kết quả nó sẽ ra sao nha cả nhà nha. Hy vọng là đợt này nó sẽ khá khẩm hơn. Look at these blueberry, they keep fruiting. Mấy cái cây Việt Quốc của chồng Hiền nó cứ ra trái hoài nè cả nhà. Còn cái cây này, một cây nè, không biết tại sao mà nó lại bị trái lá hết trơn nữa. Cây duy nhất này là nó nhìn nó bị bệnh mọi người ha. Rồi bên đây nè, cái cây này hôm hởm là tụi mình hái trái xanh hết rồi. Bây giờ nó tiếp tục ra trái nè mọi người nhìn thấy không? Rất là nhanh luôn. Chịu ra trái quá chừng mà cây còn nhỏ xíu hả. Hôm hởm có bạn hỏi Hiền là tại sao mà mình lại thu hoạch trái khi mà trái Việt Quốc nó còn xanh quá.
Someone asked me why did we harvest the green blueberries, Bob? Why? Yeah. Because these plants are only young. Mm. They're probably only a year or two old. Yeah. Probably a year. So we pull the blueberries off so the trees can put all their effort into growing bigger and stronger. Yeah. And making more leaves and branches. Yeah. Instead of putting it into fruit that we might only get a handful for the year. Yeah. Chồng Hiền nói là cái lý do mà tụi mình hái trái là tại vì mấy cây này mới có khoảng 1-2 năm tuổi rồi, cho nên tụi mình cần phải để cho mấy cây này nó có sức để mà phát triển thành cái cây to ha cả nhà ha. Thay vì là chỉ có trái mà cây nó sẽ không dùng sức để phát triển lớn lên đó mọi người, thì nó sẽ không có cho nhiều trái. Đây mọi người ơi, buổi sáng thì nhìn nó... Buổi sáng thì hả vẫn còn hơi có một tí sương mù, cảnh đẹp quá chừng à. Yeah. Cả nhà ơi, thôi gia đình của Hiền xin kết thúc cái phim này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau nha. Hôm nay coi như là Hiền sẽ để cái tựa đề là thu hoạch khoai tây mini và trồng lại khoai tây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người, bye bye.